Bác sĩ cảnh báo 5 sai lầm ăn rau lang cực độc khiến cả nhà sinh bệnh thọ non, dừng lại ngay trước khi quá muộn. Xin kính chào cô bác đã quay trở lại với kênh Truyền hình Sức Khỏe. Cô bác thân mến, xưa nay rau lang vẫn nổi tiếng là loại rau lành tính và có công dụng nhuận tràng cực kỳ tốt. Nên khi nghe đến việc ăn rau lang mà bị độc hại thọ non, nhiều người sẽ hoang mang, thậm chí là không tin. Tuy nhiên, cô bác có biết không, thực sự thì các chuyên gia đã đưa ra rất nhiều cảnh báo về việc sử dụng thực phẩm sai cách có thể dẫn tới nguy cơ ung thư, đột tử. Và 5 sai lầm ăn rau lang sau đây cũng không ngoại lệ. Cụ thể thế nào? Cô bác hãy cùng Truyền hình Sức Khỏe đi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé. Sai lầm đầu tiên là ăn rau lang chín tái. Chia sẻ thật với cô bác, tôi là người thích ăn đồ ăn tái một chút, vì tôi thấy ăn tái sẽ ngọt và nghĩ là giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Và đó cũng là nguyên nhân khiến cả nhà tôi tuần trước phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn rau lang xào thịt bò tái đấy ạ. Bác sĩ cho biết khi ăn rau lang chín tái sẽ còn có vị hơi chát, mà vị chát này được tạo thành bởi một chất hóa học có tên là anthocyanin, có đặc tính là cực kỳ khó phân hủy. Vậy nên nếu không được chế biến kỹ, ngày qua ngày chúng sẽ lắng đọng và bám vào thành ruột, gây ra hiện tượng sói mòn, viêm loét và thậm chí là cả tắc ruột nếu ăn quá nhiều. Mặc dù rau lang có công dụng là nhuận tràng do chứa nhiều chất xơ, tuy nhiên mọi người cũng cần hiểu rõ chất xơ này là chất xơ không hòa tan và cơ thể không thể hấp thụ được nếu chưa được chế biến kỹ. Việc nấu chín tái sẽ làm chúng phản tác dụng khiến người bị dùng bị chướng bụng, đầy hơi và cả bị táo bón dài ngày. Vì vậy không riêng gì rau lang, với tất cả các loại rau, thực phẩm, cô bác đều phải tuân thủ hướng dẫn ăn chín, uống sôi, sơ chế kỹ càng và chế biến thật khoa học cô bác nhé. Sai lầm thứ hai là ăn rau lang vào buổi tối. Có lẽ nghe xong câu chuyện vì ăn rau lang chín tái mà phải nhập viện của gia đình tôi thì nhiều cô bác sẽ nghĩ thế thì ăn chín kỹ là được rồi. Tuy nhiên cô bác cũng cần lưu ý là tránh ăn rau lang vào buổi tối nữa nhé. Vì trong Đông y, rau lang là loại rau giàu chất xơ và có tính hàn rất cao, chuyên dùng để chữa táo bón. Nếu ăn vào buổi tối, chúng sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra lành mạnh, làm cho người dùng dễ bị lạnh bụng, đau bụng, thậm chí là tiêu chảy vào sáng hôm sau. Chưa dừng lại ở đó, rau lang cũng được sử dụng làm thuốc lợi tiểu. Bởi vậy ăn quá nhiều vào buổi tối sẽ gây áp lực lên thận, buộc chúng phải làm việc cả đêm, nên người dùng cũng phải đi tiểu liên tục. Nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ khiến mô thận sưng phồng, thậm chí là còn viêm thận, suy thận và bể cầu thận. Vì vậy cô bác hãy cố gắng thu xếp ăn rau lang vào buổi trưa để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra nhé. Sai lầm thứ ba là ăn rau lang với trứng gà. Thực ra để nói là ăn rau lang nấu cùng trứng thì chẳng ai làm thế. Tuy nhiên, việc trên mâm cơm nhà cô bác có đĩa rau, đĩa trứng thì cũng là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cô bác cần tránh việc trong mâm cơm ăn rau lang và trứng gà. Nếu không thì món ăn sẽ biến thành chất cực độc, thậm chí đột tử đấy ạ. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi phốt pho trong rau lang khi kết hợp với lipid trong trứng sẽ tạo thành một độc tố, độc dược có tên là polonium. Đây là hoạt chất khiến con người bị căng thẳng thần kinh, co giật, nôn ra máu và tử vong. Còn nhẹ hơn thì rối loạn tiêu hóa, khó thở và nôn mửa liên tục. Chưa dừng lại ở đó, việc kết hợp hai nguyên liệu này trong thời gian dài còn khiến cơ thể bị cản trở quá trình hấp thu canxi. Từ đó dễ bị loãng xương, thoái hóa, đau nhức xương khớp và đi lại rất khó khăn. Vậy nên, cô bác chớ dại mà ăn rau lang và trứng gà cùng một lúc, kẻo rước họa vào thân, đột tử, thọ non, chẳng ai hay nhé. Thay vào đó, nếu cô bác muốn có món ăn vừa ngon miệng, lại vừa tốt cho sức khỏe, thì hãy tham khảo món rau lang xào lòng gà theo công thức dưới đây để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình nhé. Nguyên liệu: rau lang, lòng gà, tỏi băm, gia vị gồm hạt nêm, nước mắm, bột ngọt và hạt tiêu. Cách thực hiện: lòng gà, cô bác bóp cùng muối để khử hết mùi tanh rồi rửa sạch, sau đó thái nhỏ, ướp cùng gia vị và tỏi, băm trong 10 phút cho ngấm. Tiếp đó, đặt chảo lên bếp và đun nóng dầu ăn, cho một nửa tỏi vào phi thơm, thêm lòng gà đã ướp vào xào chín, bỏ ra một bát riêng, vẫn dùng chảo đó phi thơm số tỏi băm còn lại, rồi cho rau lang vào, đảo nhanh tay, để lửa lớn, nêm gia vị lại cho vừa ăn. Khi rau chín tới thì cho lòng gà vào đảo đều, tắt bếp cho ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng cô bác nhé. Sai lầm thứ tư là ăn nhiều rau lang. Có thể nhiều người cho rằng việc ăn càng nhiều rau xanh sẽ càng có lợi và càng tốt cho sức khỏe. Nếu cô bác cũng nghĩ vậy thì hãy bình luận số 1 nhé. Vâng, ăn nhiều rau xanh thực sự là tốt, nhưng đó là khi chúng ta ăn cân đối các loại, chứ không phải là ăn mãi một loại rau. Rau lang cũng như vậy. Dù trong một lần cô bác ăn quá nhiều hoặc nhiều ngày liên tiếp cô bác sử dụng rau lang thì cũng đều không tốt. Bởi khi tiến hành nghiên cứu, người ta nhận thấy trong rau lang có chứa hàm lượng canxi khá cao. Khi gặp oxalat trong nước tiểu, chúng sẽ kết hợp với nhau và tạo thành những viên sỏi lắng đọng tại thận. Chưa dừng lại ở đó, việc tiêu thụ quá nhiều vitamin A trong loại rau củ này còn dẫn đến việc ngộ độc vitamin A với các triệu chứng như đau đầu, ngứa tay, phát ban và sốt nhẹ. Còn nếu tái diễn trong thời gian dài, chúng có thể là lý do khiến tóc bị rụng, da bị vàng và mồm miệng bị đắng. Chính vì vậy, mọi người nên ăn xen kẽ rau lang với các thực phẩm khác. Tốt nhất là thực phẩm có chứa nhiều đạm để cân bằng thành phần dưỡng chất trong cơ thể. Nếu ăn rau lang luộc thì nên trần qua nước sôi khoảng 2-3 giây rồi chắt nước đi luộc tiếp để rau không bị hăng và chát cô bác nhé. Sai lầm thứ 5 là ăn rau lang và quả hồng. Cũng như ở sai lầm thứ 3 khi nói ăn rau lang và trứng gà, thì trong sai lầm này cô bác cũng lưu ý không nên tráng miệng bằng quả hồng khi bữa ăn hôm đó có món rau lang. Thực sự nhắc cô bác điều này cũng không thừa đâu ạ. Dù quả hồng là một loại quả ngon lành, bổ dưỡng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu vô tình không biết mà cô bác ăn chúng sau khi ăn rau lang thì không khác nào đang tự ăn bà chuột. Chẳng nói đâu xa, mới đây báo chí đã liên tục đưa tin về trường hợp một người phụ nữ 37 tuổi tại tỉnh Hòa Bình phải nhập viện cấp cứu sau khi xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội và nôn mửa liên tục. Thông qua hình ảnh CT 2 chiều, bác sĩ phát hiện phần bụng có tồn tại dị vật mờ ảo, giống sỏi dạ dày. Bệnh nhân cho biết cách đó ít hôm, cô đã ăn mấy quả hồng để tráng miệng sau khi ăn cơm với rau lang xào. Bác sĩ giải thích, trường hợp của bệnh nhân trên là bị sỏi do ăn hồng với rau lang, bởi vì quả hồng có chứa axit tannic. Ăn quá nhiều cùng với rau lang, dầu magie thì sẽ tạo áp lực lên thành mạch dạ dày, khiến người dùng bị khó tiêu, đau bụng và nôn mửa. Đặc biệt, khi cả hai nguyên liệu này đi vào dạ dày, chúng sẽ tạo thành chất nhầy kết dính, rồi hình thành nên các cục máu đông, vừa khó tiêu, vừa không thải ra ngoài được. Lâu ngày sẽ gây táo bón, tắc ruột và cả viêm bàng quang. Và ngoài ăn rau lang ra, thì quả hồng cũng đại kỵ với cả tôm nữa cô bác nhé. Vì protein trong tôm gặp tannin trong quả hồng sẽ dễ ngưng tụ thành axit tannic, gây ngộ độc, đau bụng quặn, thậm chí là cả nôn ra máu. Thêm nữa, trong Đông y, tôm, cua hay các loại hải sản và quả hồng đều là những thực phẩm có tính hàn. Khi ăn cùng dễ gây tiêu chảy và kiết lỵ nhiều ngày không khỏi, cô bác lưu ý nhé. Về cơ bản, các món ăn từ rau lang vừa lành tính vừa tốt cho sức khỏe nên rất đáng kể để có trong thực đơn của mỗi gia đình. Tuy nhiên cô bác nhớ 5 sai lầm trên để tránh rước họa nhé. Nếu cô bác đã nhớ rõ thì hãy bình luận số 2. Tiếp theo đây, Truyền hình Sức Khỏe xin chia sẻ tới cô bác 5 loại rau dân dã tuy có giá thành khá rẻ, thậm chí là mọc dại quanh nhà, đang bị thờ ơ bỏ phí nhưng lại được các chuyên gia đánh giá rất cao về thành phần dinh dưỡng. Cô bác biết mà ăn sớm thì sẽ hồi sinh được gan thận và kéo dài tuổi thọ. Thứ nhất, rau sam. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, nhiều người cho rằng rau sam chỉ là một loại cỏ dại mọc hoang. Nhưng trên thực tế, chúng là một loại rau an toàn, lành tính nên có thể được dùng để làm thực phẩm. Thậm chí nếu dùng thường xuyên và đúng cách, chúng còn đem đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo kết quả của một số nghiên cứu, rau sam có tác dụng giảm các axit béo tự do có trong máu, giảm tình trạng kháng insulin trong cơ thể, giảm đường huyết đói, giảm tăng men gan nên rất phù hợp với người bị tiểu đường. Ngoài ra với hàm lượng khá cao omega 3 và kali, rau còn có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch, hạn chế tình trạng rối loạn nhịp tim, điều chỉnh hàm lượng cholesterol có trong máu và giúp huyết áp được ổn định hơn. Đặc biệt loại rau này có tính mát nên có tác dụng rất tốt đối với việc làm sạch gan, đào thải độc tố và giải nhiệt cho cơ thể. Tóm lại, rau sam có rất nhiều chất dinh dưỡng và có lợi, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, có thể hỗ trợ điều trị một số căn bệnh. Tuy nhiên, cô bác lưu ý có 3 thứ sau tuyệt đối không nên dùng chung với rau sam, đó là thịt ba ba, thịt rùa và trứng vịt lộn. Nếu dùng chung, chúng có thể gây ra ngộ độc, thậm chí là nguy hiểm tới cả tính mạng, nên cô bác hết sức cẩn trọng nhé. Thứ hai, rau ngổ. Rau ngổ hay rau om là loại rau dân dã quen thuộc, đã gắn bó lâu đời với người dân Việt Nam. Chúng thường được tận dụng để làm rau sống, ăn kèm với phở, hủ tiếu hoặc nấu canh chua với cá biển, cá đồng. Tuy nhiên, bên cạnh vai trò là thực phẩm, chúng còn được đánh giá rất cao về cả công dụng chữa bệnh. Cụ thể thì theo Đông y, rau ngổ vị cay thơm, tính mát, có tác dụng kháng viêm, lợi tiểu, tăng lọc ở cầu thận nên thường được dùng để trị sỏi thận. Ngoài ra, rau còn được chữa chứng tiểu ra máu, bệnh lở ngứa, ngoài ra do phát ban, trị rắn cắn khá hiệu quả. Không chỉ vậy, y học hiện đại còn ghi nhận trong thành phần của rau ngổ chứa các hoạt chất như protein hay các loại vitamin B, C nên giúp khu trừ phong thấp, đồng thời điều trị viêm khớp và đau xương khớp rất hiệu quả. Cô bác có thể tham khảo bài thuốc dưới đây. Rau ngổ tươi, rửa sạch, ngâm nước muối khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo. Cho rau vào nồi với một lượng nước vừa ngập mặt rau, đun sôi thật kỹ. Nước đun rau khi để nguội thì gạn bỏ bã, sử dụng uống vào buổi sáng sớm. Lặp lại công thức này hàng ngày cho đến khi thuốc có hiệu quả tốt nhất. Mặc dù rau ngổ được biết đến như một loại rau sống khá lành tính, tuy nhiên do sống trong môi trường nước nên có thể bị nhiễm chứng giun, ký sinh trùng và vi khuẩn. Nếu rửa không kỹ sẽ dễ bị ngộ độc và lây nhiễm nhiều mầm bệnh. Vì vậy, sau khi thu hái về, cô bác hãy rửa dưới vòi nước nhiều lần cho sạch, sau đó ngâm trong nước muối pha loãng trước khi làm thuốc. Tốt nhất là nên trần qua nước sôi khoảng 4 đến 5 phút để tiêu diệt trứng giun và sán bám trên thân cây cô bác nhé. Thứ ba, rau bỏ khai. Xin hỏi cô bác mình ở đây còn ai chưa biết đến loại rau này không ạ? Đây là loại rau vô cùng phổ biến ở các vùng núi miền Bắc. Chúng có mùi vị hơi đặc biệt, đó là mùi khai. Chính vì vậy mà mọi người gọi bằng cái tên là rau bò khai. Loại rau này khá giống với rau ngót, nhưng ngọn lại tròn và mập như ngọn su su. Tuy nhiên, những ai mà đã từng ăn thì đều có chung nhận xét rằng hương vị của rau bò khai rất đặc trưng. Chúng không hề bị lẫn với các loại rau rừng khác, mà là sự hòa quyện của hương đất, hương rừng và sự tinh khiết của khí trời vùng núi cao. Bên cạnh vai trò là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, người dân vùng núi còn thường lấy thân và cành lá cây bò khai đã phơi khô để xắc nước uống. Thức uống này không chỉ có công dụng thanh nhiệt, giải độc mà còn chữa được bệnh viêm gan do siêu vi rất hiệu quả. Chưa dừng lại ở đó, rau bò khai còn có tác dụng xóa tan mọi triệu chứng như tiêu viêm, giảm đau, giảm lành các vết thương trong hệ thống tiết niệu do sỏi thận gây ra trong quá trình di chuyển, cọ sát. Đặc biệt rau bò khai còn hỗ trợ phục hồi sức khỏe với những người suy nhược cơ thể, chán ăn, cơ thể mệt mỏi. Chính vì vậy, người bệnh chỉ cần ăn canh rau này 1 đến 2 lần là những tình trạng trên sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Tuy nhiên, như đã giới thiệu ở trên, rau bỏ khai có mùi hơi khai, nên ở khâu sơ chế, cô bác cần có thể ngâm vào trong nước muối loãng khoảng 10 phút để loại bỏ được sâu bọ, đồng thời giảm bớt được mùi khai nhé. Thứ tư, rau má. Nghe xong tiêu đề, chắc hẳn cô bác đang cảm thấy bất ngờ đúng không ạ? Bởi từ trước đến nay, rau má chỉ được xem như là một loại rau dại dùng để ăn sống hoặc cùng lắm là xay nước uống cho mát thôi, chứ không nghĩ có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe đến vậy. Nhưng trên thực tế, rau má lại được ví như là thần dược trời ban mà không phải ai cũng biết cô bác ạ. Cụ thể thì khi nghiên cứu, các chuyên gia đã phát hiện ra rằng trong rau má có các hoạt chất làm giảm cholesterol như saponin hay glycosic. Chúng đều giúp lưu thông máu dễ dàng trong cơ thể, đồng thời hạn chế các tác nhân gây xơ vữa động mạch, huyết áp cao hay đột quỵ. Đặc biệt, triterpenoid trong rau má còn rất tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất của người sử dụng. Vậy nên, việc ăn một lượng rau má vừa phải sẽ giúp chúng ta ngủ ngon, ngủ sâu giấc, đảm bảo cho ngày làm việc hôm sau luôn đầy năng lượng và hứng khởi. Tuy nhiên hiện nay, có nhiều người cho rằng rau má giúp giải nhiệt tốt trong mùa hè, nên ngày nào cũng ăn loại rau này hoặc ép lấy nước uống. Điều này vô tình sẽ làm tăng lượng đường trong máu và kéo theo hàng loạt thứ bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, khi cô bác đang uống thuốc tây thì không nên sử dụng rau má, bởi thành phần của rau có thể tương tác với các thuốc, gây nên tình trạng buồn ngủ, lờ đờ, mệt mỏi và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Thứ 5. Rau hẹ. Cho tôi hỏi là ở đây có cô bác nào hay bị mất ngủ không ạ? Chia sẻ thật với cô bác là tôi cũng đã từng bị mất ngủ, nên tôi rất hiểu là bị mất ngủ, đặc biệt là mất ngủ kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe và thể lực như thế nào. Nhưng tôi không bao giờ dùng thuốc an thần hay những loại thuốc bổ, những thực phẩm đắt đỏ đâu cô bác nhé. Thay vào đó, nghe theo lời bác sĩ, tôi cứ ăn thường xuyên rau hẹ. Khoảng 2-3 ngày là bệnh đã khỏi hoàn toàn rồi. Sở dĩ loại rau này có thể chữa được bệnh mất ngủ là do trong thành phần của chúng có hàm lượng hoạt chất choline cực kỳ cao. Nên với những người thường xuyên mất ngủ, căng thẳng thần kinh thì việc ăn rau hẹ thường xuyên sẽ có công dụng rất tốt trong việc an thần, giúp ngủ ngon và ngủ sâu giấc hơn. Chưa dừng lại ở đó, choline cũng là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp duy trì cấu trúc của màng tế bào, giúp cải thiện tâm trạng, trí nhớ, kiểm soát cơ bắp và các chức năng khác của não và hệ thần kinh rất hiệu quả. Tuy nhiên, cô bác cần lưu ý rằng để có một giấc ngủ ngon thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đặc biệt phải kể đến đó là những việc làm trước khi đi ngủ. Tốt nhất trước khi đi ngủ, cô bác hãy tránh xa việc ăn vặt, sử dụng điện thoại. Thay vào đó, cô bác nên dành thời gian để lắng nghe nhạc, trò chuyện tâm sự cùng người thân yêu, ăn một trái chuối hoặc ngâm chân khoảng 10 đến 15 phút cô bác nhé. Vâng, ngay tới đây thì cô bác đã kịp lưu lại danh sách 5 loại rau đại bổ này chưa ạ? Nếu chưa thì Truyền hình Sức Khỏe xin tổng hợp lại một lần nữa về 5 loại rau đại bổ để cô bác thêm vào thực đơn ăn uống nhé. Thứ nhất, rau sam. Thứ hai, rau ngổ. Thứ ba, rau bò khai. Thứ tư, rau má. Thứ năm, rau hẹ. Cô bác hãy nhớ nhé. Và cuối chương trình ngày hôm nay, Truyền hình Sức Khỏe muốn gửi thông điệp ý nghĩa nhất về cuộc sống, để cô bác không chỉ có góc nhìn đúng đắn về sức khỏe mà còn có thêm giây phút bình tâm suy ngẫm về cuộc đời. Trong cuộc sống bộn bề, cơm áo gạo tiền, có lẽ chúng ta không ai tránh khỏi những lúc buồn vui, nóng giận. Lúc đó thì mọi người sẽ làm gì để vượt qua? Lời Đức Phật nói, sự nóng giận không dễ dàng mất đi, cũng như không thể dễ dàng kìm nén trong lòng, hoặc như không nên thoải mái thể hiện. Điều cần làm là hãy tự ôm những tức giận ấy vào lòng, xoa dịu chúng, thừa nhận sự hiện hữu của chúng và tìm cách đối diện với chính sai lầm của bản thân. để tức giận không có cơ hội bộc mạnh mẽ. Đời vốn vô thường và bản thân ta sinh ra không ai là người tuyệt đối lương thiện. Ai cũng có những hạt giống tức giận ngự trị, chờ đợi có cơ hội nảy sinh để phá hủy tâm hồn, đẩy ta đến gần hơn ranh giới của yêu ma, ác quỷ, làm tha hóa chính con người luôn hướng đến sự từ bi, nhân ái của ta. Nhưng bản ngã là do ta làm chủ, ta hoàn toàn có thể biến chúng thành một thực thể có ý nghĩa trong cuộc đời hoặc trở thành một đối tượng đáng bỏ đi trong xã hội. Chính bản thân ta sẽ quyết định cuộc đời yên bình, nhẹ nhàng hay đầy sóng gió, chất chứa những tức tối, ghen ghét, đố kỵ. Truyền hình Sức Khỏe hy vọng rằng những chia sẻ tâm huyết này sẽ giúp cô bác hiểu sâu hơn và phần nào áp dụng vào cuộc sống để một đời bình an, hạnh phúc. Nếu thấy video có ý nghĩa và hay, cô bác hãy bình luận số 6 để chương trình có thêm động lực ra video tiếp đều đặn hơn mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong các video tiếp theo.